Chào buổi sáng, chào mừng các nhà đầu tư đến với bản tin tóm tắt thị trường. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức về đồng đô la Úc, đồng đô la Mỹ, cụ thể là các xu hướng và tác động của cặp tiền tệ này đến thị trường tài chính thế giới. Mời các nhà đầu tư gặp chuyên viên Tuấn Anh đến từ phòng giao dịch của chúng tôi. Xin mời Tuấn Anh. Cặp đô Úc đô Mỹ đã tăng 2,5% trong 3 phiên gần đây. Stochastic RSI chuyển sang khu vực tích cực. Cặp đô la Yên Nhật giao dịch đi ngang trong phiên gần nhất. RSI chuyển vào khu vực tích cực. Cặp euro đô la đã tăng 0,9% trong 3 phiên gần đây. CCI chuyển mạnh vào khu vực trung lập. Giá của dầu thô đã tăng 9,2% trong 3 phiên gần đây. Stochastic rơi vào khu vực trung lập. Tiếp theo là các tin tức tài chính quan trọng trong ngày hôm nay. Chính trị sẽ quyết định sự tăng giảm của tiền tệ. Đô la Mỹ, euro, bảng Anh và đô la Úc sẽ bị chi phối bởi tình hình chính trị ở châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ trong tuần này. Sự thay đổi trong ngành công nghiệp ô tô Anh. Báo cáo tiết lộ rằng một cổ đông lớn của Aston Martin đã bán lượng cổ phần tương đương 5% tổng số cổ phần của hãng xe hơi hàng đầu nước Anh này. Dầu thô tăng. Dầu tương lai tăng, bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nhờ các báo cáo rằng OPEC và Nga sắp đạt được thỏa thuận. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Tiếp theo là các sự kiện kinh tế chính trong hôm nay. GDP của Úc sẽ được phản ánh vào lúc 0 giờ 30 GMT. PMI dịch vụ của Đức lúc 6 giờ 55 GMT. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức lúc 6 giờ 55 GMT. Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực đồng Euro lúc 8 giờ 00 GMT. PMI dịch vụ của Hoa Kỳ lúc 12 giờ 45 GMT và đơn đặt hàng nhà máy của Hoa Kỳ lúc 13 giờ 00 GMT. Chúng tôi hy vọng rằng bản tin tóm tắt thị trường ngày hôm nay sẽ thực sự giúp ích cho các nhà đầu tư. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện chương trình, chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả và thành công. Đừng bỏ lỡ bản tin vào sáng mai với những tin tức và sự kiện mới nhất từ thị trường tài chính.